Xin chào, đây là chuyên mục 10 vạn câu hỏi về văn. Và trong chuyên mục ngày hôm nay, chị sẽ cùng với các bạn giải quyết một đề bài về tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương của tác giả Nguyễn Dữ nhé. Đề bài cụ thể như sau: phân tích tác dụng của những yếu tố kỳ ảo trong tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ. Ở đây chúng ta sẽ đi sâu vào việc là phân tích tác dụng của những yếu tố kỳ ảo. Ok chưa? Và để thực hiện bài này thì chị có hướng dẫn các bạn với một đề bài và với một cái phần dàn bài như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ trình bày dưới dạng một bài văn nghị luận văn học, và bài văn đó phải đầy đủ mở bài, thân bài và kết bài. Phần mở bài chúng ta sẽ dẫn dắt và nêu vấn đề. Nêu vấn đề thì ở đây cái phần vấn đề của chúng ta phải nêu được đó là những yếu tố kỳ ảo trong tác phẩm và tác dụng của nó. Có nghĩa là bài này tôi sẽ đi bàn luận, đi phân tích, cảm nhận về những cái tác dụng của yếu tố kỳ ảo trong tác phẩm này. Các em có thể dẫn dắt từ tác giả Nguyễn Dữ, các em cũng có thể dẫn dắt từ đề tài của Chuyện người con gái Nam Xương, đó là viết về người phụ nữ trong xã hội phong kiến, và cái việc mà tác giả sáng tạo thêm những chi tiết kỳ ảo là một điều rất đặc biệt, là một ấn tượng sâu sắc đã để lại trong lòng độc giả trong tác phẩm này. Và những chi tiết đó có những ý nghĩa quan trọng giúp định hình giá trị của tác phẩm, và từ đó chúng ta bắt đầu dẫn dắt vào vấn đề. Ok chưa nào? Trong phần thân bài thì chúng ta có những luận điểm như sau. Trước tiên là các em phải khái quát về chi tiết kỳ ảo đã. Có nghĩa là chúng ta phải biết được chi tiết kỳ ảo là những chi tiết thần kỳ, là nét đặc trưng của chuyện truyền kỳ. Và chúng ta hãy liệt kê ra được những cái chi tiết kỳ ảo trong tác phẩm này là gì. Đó là chi tiết mà Phan Lang nằm mộng thấy người con gái áo xanh rồi thả rùa mai xanh này, hay là chi tiết Phan Lang lạc vào động rùa và được Linh Phi cứu giúp, rồi là gặp Vũ Nương ở dưới động rùa, rồi là chi tiết Vũ Nương trở về lung linh huyền ảo ở trên bến Hoàng Giang, vân vân, là các em phải nắm được. Bởi vì là trước khi đi phân tích tác dụng của các chi tiết này thì các em phải biết được chi tiết này là gì, đúng không? Những chi tiết đó là những chi tiết nào. Sau đó thì sang luận điểm 2 là luận điểm chính nhất, là chúng ta sẽ đi phân tích vai trò của những chi tiết kỳ ảo này. Thì có hai vai trò chính. Vai trò thứ nhất đó là làm tăng tính hấp dẫn cho câu chuyện. Đây là vai trò đối với bản thân câu chuyện này, Chuyện người con gái Nam Xương này. Thì trong vai trò này chúng ta sẽ đi làm rõ hai ý. Thứ nhất là nó giúp những chi tiết kỳ ảo này giúp cho chủ đề tư tưởng của tác phẩm được truyền tải một cách thú vị và hấp dẫn. Chủ đề tư tưởng của câu chuyện giúp cho đem đến cho độc giả, đi vào trong lòng độc giả với những cái điều rất là ly kỳ. Chúng ta cứ hình dung giống như những câu chuyện cổ tích ngày xưa với những yếu tố kỳ ảo, giúp cho câu chuyện không phải là những cái chuyện giáo huấn, nói chuyện đạo đức thông thường, mà giúp cho câu chuyện trở nên rất là hấp dẫn, đi vào lòng người, và cũng tạo nên được những cái ấn tượng tốt đẹp. Và bên cạnh đó là những chi tiết này còn giúp cho tạo tình huống gỡ nút cho câu chuyện. Nếu như không có những chi tiết kỳ ảo, nếu như không có chi tiết Vũ Nương trở về lung linh huyền ảo trên bến Hoàng Giang, thì nỗi oan khuất của nàng vẫn mãi còn đó, và chúng ta không thể nào biết được cái sự ăn năn hối lỗi của Trương Sinh. Chúng ta cũng không thể nào nguôi ngoai được cái nỗi oan khuất, không thể nào mà cảm nhận được cái tình cảm, cái sự trân trọng, nỗi cảm thông của tác giả đối với nhân vật Vũ Nương nếu như không có những chi tiết kỳ ảo này, đúng không nào? Đó. Và trong luận điểm trong cái luận cứ thứ hai thuộc luận điểm 2 này thì chúng ta sẽ đi làm rõ là những chi tiết kỳ ảo này góp phần thể hiện được tư tưởng của nhà văn Nguyễn Dữ. Ở đây sẽ có hai cái tư tưởng chính. Thứ nhất là tinh thần nhân đạo của nhà văn. Chính những chi tiết kỳ ảo, đây là những cái sáng tạo của tác giả Nguyễn Dữ. Trong truyện gốc mà truyện Tràng Chương thì không có những chi tiết kỳ ảo này, mà những chi tiết kỳ ảo đến với tác phẩm là một sự sáng tạo của tác giả Nguyễn Dữ. Qua đó bộc lộ rõ nét được cái tinh thần nhân đạo của nhà văn, khi mà nhà văn đã dành cái sự cảm thông, trân trọng với số phận và vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương, của người phụ nữ trong xã hội phong kiến phải chịu rất nhiều bất công, oan trái. Và những chi tiết kỳ ảo đó, việc mà Phan Lang nằm mộng, rồi là việc mà Phan Lang gặp Vũ Nương, Phan Lang trở về thông báo với Trương Sinh, và đặc biệt là chi tiết kỳ ảo cuối câu chuyện khi mà Vũ Nương trở về lung linh huyền ảo trên bến Hoàng Giang nhưng mà chỉ trong giây lát rồi phải biến mất, thì những chi tiết đó đã giúp cho thể hiện tốt được, thể hiện rõ được cái mong ước về một cuộc sống tốt đẹp hơn, công bằng hơn, nhân đạo hơn đối với người phụ nữ, đúng không nào? Và bên cạnh đó thì những chi tiết kỳ ảo còn góp phần thể hiện những giá trị hiện thực của tác phẩm, đó là tiếng nói tố cáo xã hội phong kiến. Khi mà mặc dù những chi tiết kỳ ảo đến với chúng ta góp phần làm cho những cái nỗi oan khuất của Vũ Nương được hóa giải, giúp cho nguôi ngoai phần nào những cái nỗi đau khổ của người phụ nữ, tuy nhiên Vũ Nương cũng
cũng chỉ có thể trở về trong giây lát rồi biến mất. Điều đó là một cái sự thật phũ phàng, và đây cũng là một cái lời tố cáo xã hội phong kiến khi mà không thể nào đem lại cái sự công bằng cho người phụ nữ với những cái vẻ đẹp, về đức hạnh của họ, với những cái sự hy sinh của họ, đúng không nào? Và cuối cùng thì chúng ta sau khi mà phân tích xong cái luận điểm chính nhất đó thì chúng ta sẽ đi đánh giá thì những chi tiết kỳ ảo này được đưa vào trong tác phẩm với một cái cách đưa vào rất là sáng tạo và thông minh, khi mà tác giả đã xen kẽ yếu tố kỳ ảo với cả những yếu tố thật về địa danh, về thời điểm lịch sử, về nhân vật lịch sử, về hoàn cảnh gia đình Vũ Nương sau khi nàng mất, vân vân. Thì chúng ta sẽ đánh giá một chút xíu về cách thức đưa những cái yếu tố kỳ ảo này làm cho thế giới ảo trở nên lung linh, cái mơ hồ trở nên gần với cuộc đời thật hơn, và làm cho độ tin cậy của câu chuyện được tăng lên, khiến cho người đọc không cảm thấy ngỡ ngàng, được không nào? Và phần đánh giá này thì chúng ta cũng có thể nhận xét thêm, đó là những chi tiết kỳ ảo là một sự sáng tạo của nhà văn Nguyễn Dữ. Điều này cho thấy được tài năng của tác giả, phong cách của tác giả và cả tư tưởng của tác giả nữa. Xong hết thì chúng ta sẽ đi đến kết bài là tổng kết vấn đề và liên hệ mở rộng, được không nào? Ok không? Thì trong bài này, nếu như mà bạn nào muốn viết sâu, viết hay, các em có thể đặt cái chi tiết kỳ ảo này dựa trên cái mối tương quan so sánh giữa chuyện người con gái Nam Xương và chuyện gốc vợ chàng Trương, để cho thấy được sự sáng tạo của tác giả và tăng thêm, tôn lên thêm cái giá trị của những chi tiết kỳ ảo này, đem đến những cái ý nghĩa vô cùng sâu sắc cho chuyện người con gái Nam Xương của tác giả Nguyễn Dữ, được không nào? Và đó là phần chị hướng dẫn nhanh về đề bài phân tích tác dụng của những yếu tố kỳ ảo trong tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương. Và đây là chuyên mục 10 bạn câu hỏi về văn. Rất mong rằng có thể nhận được những câu hỏi của các bạn để chị làm thêm những số tiếp theo, giải đáp ngắn gọn, nhanh chóng những thắc mắc của các bạn về môn văn nhé. Chúc các em có được những bài làm thật tốt, và hẹn gặp lại các em trong những số phát sóng tiếp theo. Bye bye!